À chị ơi, em gì đây? Em hỏi cái, tại em mới từ quê lên á. Còn sao mà tôi hỏi chị là chị có 200 không? Để em đổi em ra em mua nước á. Dạ rồi, để em xíu để em coi thử. Ra tiền đâu ta? À. Cái gì vậy bà nội? Chuyện có vậy? Tại em tính đổi 200. Dạ, để em hỏi cái. Tại mẹ em bảo là lên Sài Gòn nguy hiểm lắm, người ta dễ lấy tiền á. Anh thì cái gì cũng bốc phét. Nên là em phải kiểu kỹ kỹ bản thân mình á vậy. Nên là để có công ta lấy tiền trộm chắp, ăn trộm chắp của em nữa. Không đó. Em cảm ơn chị nha. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bit. Chị có 100 tiền lẻ không? Chị đổi giùm em cái. Tại em mới lên á. Vướng cái chó chị mày. Nên là em đổi 100 ngàn để em lấy tiền lẻ mua nước uống á. Người ta không lấy, không cho em đưa tiền chẵn. Tại tiền em hơi lớn. Thế à? Rồi, đợi em xíu. Đâu ta? Trời, mới để em à. À, từ em nhớ. What the fuck? À, đây. Đây vậy, đổi mày. Đây đổi mày. Lấy lại gì vậy? Không phải thằng kinh đạn. Thì mẹ em dặn là tiền bạc để kỹ kỹ á, không chi là mất tiền. Nên là em bảo là nên mẹ em mới giống đây cho kỹ là cưỡng. Cút con mẹ. Đủ 100 ngàn chị. Đủ 100 ngàn á, đi. Khác đi. Nhưng mà tiền. Nhưng mà chị này. Nhưng mà chị vậy sao em kéo quần lên được? Nhưng mà nếu như mà chị có lỡ thích em gì á thì mình ra chở đi. Nhưng mà chị đưa cái sao vậy? Chạy nữa ra phố biển thái vậy hả? Nhưng mà tiền để em đây mà. Em xin lỗi chị Oanh. Em yêu chị Oanh. Đâu đâu mà. Dạ chị có đưa quần cho em đi về. Biến thái hả? Chị có biến thái hả? Mày biến thái với ai hả? Bởi mày nghĩ sao mày biến thái chứ còn tao là không hả? Thôi trả hả? Đưa lại 100 ngàn đây. Đi trả 100 ngàn cho. Ôi trả 100 ngàn cho tôi bà nội. 100 ngàn đâu? À chị ơi. Cái gì? Chị có 100 tiền lẻ em đổi cho em với. Tại em lấy tiền lẻ để em ra mua nước á. Giúp em 100 ngàn hả? À. Sợ tiền đâu nhỉ? Quái chứ. Đây rồi, đây rồi. Đây đổi cho em đủ 100 ngàn. Tại biết sao? Tại mẹ em dặn là lên Sài Gòn phải kỹ về tiền bạc á, coi chừng bị ăn cắp này kia. Nên là phải cất tiền phải kỹ xíu. Bất công bị người ta lừa, chịu không? Thôi gì mẹ mồm. Thôi cảm ơn gì á. Ây da, em quên. Sao chị em nhắc em? Làm em té đau chết. Tại chị em về mát mẹ. À anh chị ơi, em hỏi cái. Em tính bảo hai anh chị đổi giùm em 200 á. Tại em mới từ quê lên không biết đổi ai đó. Đổi 200 để em lấy tiền lẻ em qua bên kia mua nước. Ít thôi. 200 Rồi. Tiền đâu nhỉ?
đâu người ta? À quên quên. Ôi trời ơi. Đây 200 anh. Không có rồi. Không có à? Đợi mình xíu bạn. Mày chết. Có không? Không có. À không có thôi, để em đi hỏi người khác cũng được. Nhưng mà ý là cái lúc em tụ quần á, chị thấy em cũng hút không? Dạ yeah. Nhưng mà giờ không mấy em xin phép em tụt quần chị đó được không? Anh làm gì anh? Chết mẹ mày rồi con. Anh làm gì em hỏi đổi tiền lẻ mà. Gì, anh làm căng vậy? Em đâu biết bộ anh đâu. Nói tiếng nữa đập luôn á. Chứ em nói vậy. Thôi anh giỡn chứ tụi em quay clip trêu anh á. Dạ dạ rồi em xin lỗi anh nhiều, xin lỗi anh nhiều. À cái đằng nào đây? Gì đây? Ủa gì vậy? Cái này sáng được á? Mua không? Cái này mua đâu á chị? Sau này nhìn nó lấp lánh đẹp quá vậy? Chị bé. Ui rồi ôi. Đây, lấy tiền đâu vậy? Để em không ạ? Nè. Em con trai nhưng mà em thích màu hồng. Nhưng mà từ từ á, tiền đâu ta? Tiền này em nhét đi mà. Thằng vô như quá. Đâu ta? Ê, sao ngứa nhỉ? Ôi ơi, ngứa quá. Cái gì nói? À từ từ để em kiếm tiền mấy. À từ từ từ. À như em nhớ rồi. Trời đất ơi. Như em nhớ rồi. Tôi thánh hồn rồi. Này chị. Bán chuyện này chết tôi. Chị bán em đi. Cái màu hồng nha. Bán rồi luôn. Nhưng mà cái này thông thường nó đeo đâu vậy? Đeo đầu em. Đeo đầu hả? Trong lúc bỏ ra nó đeo vô quần. Thế đúng kể rồi vậy, đúng rồi vậy. Đúng sợi chai vậy. Nhưng mà cái này cũng gọi là đầu mà đúng chị. Nó đẹp không? Chị thấy đẹp không? Em mua là đẹp. Nhưng mà nhìn em thấy hot không? Nhìn em thấy hot vậy? Hot là từ trong tâm hồn ấy. Nhưng mà em mang quần đùi sao nhìn hai chị có vẻ ngại á. Em có mặc quần đùi sao? Chị lé. Thế chị thối tiền cho em đi. Thế chị đổi đi. Để em đi chung vậy đó, cái chị này đi em đi sao? Trời muốn đi chung hay là em muốn đi chung không? Rồi đây. Nhưng mà gần không chị? Ui. Sao đấy nhở? Ê nhá, sao chị nhắc em kéo quần lên? Nãy giờ nhắc em kéo quần lên rồi. Ê nhá, nhưng mà sao chị nhắc em kéo quần lên? Ủa vả cho cái. Đây. Đi á, giờ đi đâu vậy? Đây. À, hai anh chị ơi. Cái đằng nào đây? À, không biết à. Tại em tính nhà hai anh chị đổi tiền lẻ cho em để qua kia mua nước á. Em đổi 2 lít. Chị có không chị? Để em xíu để em lấy tiền kìa. Đâu nhỉ? Trời đất ơi, cứu mà. Không có hả? Thì chị thấy em lúc em tụ quần thấy có cuốn hút không? Em tụ quần chị nhá. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt. Biến thái vậy anh làm gì vậy? Anh đi giữa phố đi bộ quá. Thôi rồi, mày xong rồi. Tụ quần không? Ủa em ấy thôi mà. Thấy hả? Niệm luôn rồi. Anh giỡn, nãy giờ em đang quay clip á. Thôi. Để em quay clip. Thôi, dạ em quay clip rồi anh. Dạ rồi. Thôi xin lỗi nha. Thôi em quay clip rồi ạ. Căng quá. À anh ơi, anh có 200 tiền lẻ không? Tại em tính đổi 200 để em ra em mua nước uống á. Người ta không có tiền chẳng thối em. Còn sao? Đổi giùm em 200 đi. Để xíu để lấy tiền nha. Rồi em cảm ơn vậy. Tại anh biết sao không? Tại mẹ em bảo là mình phải kỹ á. Tại em từ quê lên mà bất công có người dụ dỗ em á. Nên là mẹ em bảo thôi tiền bạc cẩn thận nha con. Đó. Em cảm ơn anh chị nha. À hai chị ơi, chị có 100 tiền lẻ em đổi cho mẹ 100 tiền lẻ quá. Em đổi 100 ngàn à. Tại em đổi lấy tiền lẻ lấy nước. Ủa trời ơi. Chị không có rồi, để em đi nhờ người khác. Ê à, tại biết sao không? Tại mẹ em bảo là
là lên Sài Gòn á phải cẩn thận mấy vụ tiền bạc. Tại em bảo là em đẹp trai ấy, nên là sợ gái người ta theo đuổi á, nên là nó ấy tiền em. Nó kiểu thế. Em cảm ơn hai chị á. À chị ơi, chị có trăm tiền lẻ không? Đổi cho em cái. Dạ ok vậy. Để em kia để lấy tiền. Đâu ta? Đâu nhà? Đây đây đây, tiền em, tiền. Có tiền nổi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Đây chị. Có. Tưởng gì có, làm kéo quần xuống. Có gì nói. Ok, nói gì á.